Bác nào cần dao? Cứ alo cho mau. 0947 640 046. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Mọi người biết nói chung là tại sao hôm nay mình kiếm được con lợn nào? Lúc nãy mọi người đã biết rồi đấy. Hôm qua mình nghe nói là nó vừa bán một đàn gà chọi con. Mình biết ngay và lên để phục thù nó mấy cái vụ nó kiếm ăn của mình với chôn mình. Quả này tí nữa mình moi hết ruột ra đặt vỏ vào chỗ cũ. Không thể để nó suốt ngày nó kiếm của mình cũng nhiều phết đấy. Nhưng mà hôm nay thì bố cho nhanh thì được. Chơi bài thì đã dán mà không, chả cần. Lại để mình lại khoét ở đây xong lại để vào chỗ cũ để sau nó lại nhét tiền và nó biết là không mất, nó không biết là mất, nó lại nhét tiền vào đấy. Con này còn khó nhằn hơn cả con vợ mình. À quên, khó nhằn hơn cả con lợn của vợ mình. Không rảnh mấy. Không rảnh vợ lợn của vợ mình. Tưởng thế nào. Hôm nay con cá tiền giấy đấy này. Ôi giời, thế này mà cứ khoe với em bán gà. Ui trời ơi, tiền nhiều. Trời ơi. Hả? À, đây. Hàng nóng. Ui lại có hàng nóng tiếp. Ai, cũng được đấy. Con lợn này khá là béo đấy. Ui, cứ tưởng mới đầu lòi cái đuôi chuột ra chứ thấy đầu con voi. Giờ lại tích cả tiền giấy. Một triệu, 1,5 triệu, 2,5 triệu, 3,5 triệu, 2,4 triệu, được, hơn 1 triệu. Trời, cái đống vụn vặt này, chả cho nó kiểu nó sóc sóc lên nó kêu. Mình trộm chạy thật nhưng mình không tham. Ít ra cũng phải để lại cho gia chủ ít vốn làm ăn. Để cất bây giờ, cất vào chỗ cũ. Để sao ấy, nó lại đút vào đây tiếp xong mình lại
Kem mua đây. Bán cho cháu một cái, đâu cho Hảo Hảo ơi. Bán đi một cái. Đâu cho cháu một cái. Một cái thế à, mua nhiều vào, mua chục cái vào mà ăn. Trời nắng nóng này mua thì tiền. Một cái. Không có tiền thì có cái gì mang ra đây đổi. À? Đổi có cái gì đổi được. Cháu có đôi dép này. Đôi dép này xem. Từ ra xem đôi dép này ra. Đôi dép bé này chỉ được một cái, nửa cái thôi, không được nhiều đâu. Nửa cái thì ăn được gì? Thì ta xem có cái gì nha, em có gì đổi được không? Đây là kem của chú bán đắt lắm. Kem là kem ngon, kem hàng. Thế chú có được sắt vụn không? Có sắt vụn gì? Ừ, xong rồi ấy. Được. Thế đợi ở đây cháu một tí nhé. Nhưng mà cho cháu một cái cho ăn cháu hoa quả lắm. Cho ăn thử một cái thôi nhé, ăn thử xem kem ngon lắm, kem đặc biệt đấy. Kem lấy từ bên Trung Quốc về đấy. Ngon đấy. Kem nước ngoài à? Kem nước ngoài luôn, ngọt luôn nhưng mà sản xuất tại Việt Nam nha, sản xuất có truyền thống rồi. Thấy chưa, ngon không, đẳng cấp chưa? Ngon. Ăn kem mà quá đẳng cấp không, trong nhà có cái gì không, nồi niêu xong chảo thì mang sắt vụn cho biết, đổ hết. Ừ, đóng cái nhá. Ồ, rồi, rồi. Bán hết cả cháu ngồi luôn. Ừ, nhưng mà từ từ đã, từ từ đã. Đã. Thế bây giờ như đâu mới về, về mất thì sao? Như tao lỗ một kem này à? Như phải đưa tao đôi dép này đi chứ, để làm tin chứ. Đây. Nhưng có gì mang ra đây chứ. Rồi cháu đi nha. Ờ, ok ạ. Mãi được tặng.
Nó chỉ được thế thôi. Thế được. Ăn giải khát thôi chứ không có ấy đâu, kem ngon đâu, ngon quá đâu. Được không? Còn ưng ông thì đổi, không ưng thì thôi này. Ừ. Rồi. Thế giả lại cái thùng cái gì? Vâng. Ui. Nào đi đi qua thì gọi. Có nồi.